Rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bảy của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu nghề ha. Thì lâu này em cứ ký hiệu là chữ C anh em. Đó, thì ngày 1 tây tháng 4 ha. Đó, đầu tháng mới anh em. Và lô này cứ ký hiệu chữ C, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Đó là C mấy đó ha. Giá thì chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Anh em là chuyển khoản đủ em sẽ bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, đầu tiên là mã số 1 nè, C1 nha. C1 là một cây rêu, nó có chữ nghĩa ngon lành hết. Nhưng mà tiếc cái đầu này đóng quá trời nhiều anh em, xấu ha. Rồi, bán giá cho anh em là 160.000. 160.000, lưỡi thì còn ok, không mẻ anh em. Nè, anh em thấy ha. À, cán nè. Rồi, C1 160.000 anh em. Tiếp theo C2 là một cây kềm cắt xây 350 ha. Cây này rất là mới nè. Đây, xây 350. Tiếc cái hộp khoan một lỗ anh em ha. Nè, khoan lỗ không biết cắt chi mà tự nhiên cái khoan lỗ à. Rưỡi rất là mới. Nè. Đó. Rồi C2 170.000, C3 50 anh em. Tiếp theo C3 là một cây cưa xiếp ha. Đó, cưa xiếp. Rất là đẹp ha. Đó, giá 150 anh em. C3 150.000. Đó, C3 150.000. Hai nắp luôn anh em nè. Đó, hoạt động bình thường. Đây có cái móc nữa nè ha. Rồi C3 150.000. Rồi C4. Đó, C4 150.000 cho cây mổ lết đầy cổ nữa nha anh em. Cái này có chữ nè, chữ Nhật nè ha. Găng là hàm nè. Này chắc xây 25. Rồi C4 150.000. Tiếp theo C5 180 anh em. C5 180 ha. Kiểu này xây dài 21, 22 gì nè. Đó, xa băng nè, Mary ha. Có thể kẹp mở ốc ha, găng ngàm còn đẹp lắm. Đây, rồi ngoại hình ha. Rồi, mã số C5 bán giá 180. C6 bán giá 140 ha. Đó, đây có chữ nè. Lưỡi dài 2 tấc ha. Hết cán dài tầm 55-60. Lưỡi đẹp. Đây. Rồi, C6 140.000. Tiếp theo C7 ha. Đây. C7 là một cái combo ha, combo kéo nè, bán giá 200 anh em. Vậy anh em mình để trong bếp xài ha. Đó, một cây bắt đầu một cây gọc giấy nha. Đây cây kéo hồ lô, kéo này không 100.000 nha. 120 ha, kéo này về cắt thịt đồ ngon lành nha anh em. Khui bia rồi ha, khui hộp nè. Rồi, cây này đây, ra băng nè ha. 7 cây kéo này nữa ha. Đó, 7 cây. Đó, combo gì bán giá 200 anh em. Rồi C7 200. Theo C8 nè, 150.000. Cây này rất là đẹp. Đó, có dấu zip nè ha. Cửa găng cái ha, mới can anh em. Găng hàm là chưa sử dụng ha. Xây 250. Rồi C8 bán giá 150.000. Rồi C8 rồi C9 nè. C9 bán giá 200. Đó, cây này cắt tỉa nhâm nè. Đó, cây cắt tỉa nhâm nè, tỉa lá nè ha. Rồi cây dao ghép gia cốc nè anh em. Phun hợp. Lưỡi rất là đẹp. Rồi, thêm một cây này nữa ha, cây này có chữ trong đây. Lưỡi rất đẹp. Rồi, 3 món C9 bán giá 200. Tiếp theo C10, cây này xây dài 20. Đó, bán giá 240 anh em, thiếu cái lò xo ha. Chữ nghĩa ok hết ha, lưỡi đẹp. Chữ nghĩa ha, chốt đồng luôn. Thiếu cái lò xo. Vậy anh em mình mua lò xo gắn vô. Rồi, 240 C10. Rồi, C11 120.000 anh em. Đó, cho cây thước này, cây thước gì nè. Đó, anh em mình về nghiên cứu vậy ha. Đó, bi để nè, da băng nè ha. Số bi nè ha. Cái này số cái gì anh em ha. Đây, cái này quy bản quy đổi của nó gì nè. Rồi, còn full hợp luôn. Full hợp luôn nha anh em. Để nhét cái bản quy đổi vô.
mình gặp nha. Rồi, C11 bán giá 120 ha, phun hợp C11 120. Tiếp theo C12 cây tách tuốt dây ha, bán giá 160 của MCC. Là căn hàm ngon hết ha. Hoạt động bình thường anh em. Rồi C12. Đó, C12 160. Tiếp theo C13 là một cái combo dao ha. C13, C13 là một cái combo dao nè. Nó bán giá 290 anh em. Đây đầu tiên là một con này full hợp hai mặt lưỡi ha. Rồi đặc biệt là con này hình như là nó bằng thủy tinh hay sao anh em ha. Đó mà nó bị mẻ này. Chắc là bén anh em. Rồi con này. Mới ha. Rồi con kéo anh em ha. Đó kéo à. Rồi con này ha, con này đề ba anh em, hai mặt lưỡi ha. Câu đồng luôn. Rồi con này nữa ha. Rồi hai cái dao này, cái con này còn mới anh em, lưỡi tưa nha. Đó. Rồi 2 4 6 8 8 cái C13 bán giá 290.000 ha. C13 290. Rồi C13, cái tên C14 anh em. Đó, C14 bán giá 240 ha. 240 cho bộ này ha, bộ này rất là mới. Rồi một cây kìm mỏ nhọn ha, kìm gấp phe. Đó, của Gia Băng nè. Rồi cây này của Hero. Rất là mới ha, chưa sử dụng. Còn dính keo luôn. Đó. Đây. Có lọt thuốc dây luôn anh em. Rồi rồi con của Lotter. Đó. Ngoại hình ha, Gia Băng trong đây. Răng rất là đẹp. Xây dài 21 luôn. Rồi C14 240.000 ha. Rồi C15 nè, 240 nữa nè anh em. Đó cái này của Ba Cò Thụy Điển. Xây 250. Đó xây 250 là mắc in. Mắc in view đành nè. Rồi. Đó. Ngàm ha. Đó, ngàm rất mới ha. Đây. Rồi mã C15 240.000. Rồi C14, C16 nè. Nó cái đầu khoa kẹp ha, gắn vô mũi khoan nè. Gắn vô cái đầu khoan vít nè anh em. Nó đầu này kẹp được 10 ly ha, còn dính được cái mũi khoan bê tông đó nè. Đó. Đầu này của Nhật nha anh em. Rồi C16 120.000 ha. Rồi không có C17 rồi. Đây C17, C17 200. Đó C17 200 cho cái kéo bướm ha, chữ nghĩa ngon lành. Đây lưỡi ha, đẹp. Xe dài luôn anh em. Xe dài 22 ha, xe dài 22. Đó lưỡi là ngon ha, chữ nghĩa luôn nè. Đây chữ ha. Rồi C17 200. Tiếp theo C18 cây cắt tôn bán giá 200 luôn ha. Bán giá 200, cây này mới ken luôn. Cây này chưa sử dụng nè, tại bỏ bãi nó dính thôi ha. Nước sơn ghim còn luôn anh em. Rồi C18 200 ha. Nè thấy anh em ha, cái chốt này rất là mới luôn. C18 200. Rồi C19 240.000 cho một bộ thép đen nè anh em. Đây xây 150. C200, C250 ha, hiệu nè. Đó, anh em thấy ha. Cherry, rồi cái này hiệu gì nè, hit ha. Ngàm về, ngàm rất là đẹp. Chị anh em mình tự vệ sinh. Rồi, mã số C19, 250.000. Tiếp theo C20 là một bộ đục ha. Đó, đục dẹp, bán giá 150. Một cây, hai cây, cây này của Mokuba, Gia Băng. Cái này có chết mắt. Rồi đây. Rồi C20 150.000 ha. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng gì cứ liên hệ em ha, qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề. Rồi em xin kết thúc clip nha anh em.